Chào em. Bài học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh tiếp một số cái công thức lý thừa mà cái bài học hôm trước thầy đã giới thiệu cho các bạn. Cụ thể thì trong cái bài hôm trước thì thầy đã giới thiệu cho các bạn được một số các cái công thức như sau. Ví dụ như là công thức số 1 của chúng ta chính là cái định nghĩa lý thừa của chúng ta đấy. Nghĩa là A muốn N của chúng ta, người ta định nghĩa là bằng N của A này nhân với nhau. Như vậy thì đây chính là cái định nghĩa lý thừa của chúng ta. Rồi sau đấy là cái công thức là A mũ 0 thì bằng 1. Đấy, thì cái công thức này là người ta quy ước thôi. A mũ N nghĩa là có N con A nhân với nhau. Như vậy thì A mũ 0 nghĩa là có 0 con A nhân với nhau. Như vậy thì cái A mũ 0 của chúng ta nó là vô nghĩa. Tuy nhiên thì để tiện trong cái quá trình mà chúng ta học tập thì người ta cũng quy ước nó bằng 1. Hoặc là cái công thức số 3 của chúng ta là A mũ 1 của chúng ta bằng A này. Thì các bạn thấy cho thấy được là A mũ 1 nghĩa là có 1 con A. Chính vậy nên là A mũ 1 của chúng ta thì bằng A. Đấy, như vậy thì đây là ba cái công thức bài hôm trước chúng ta cũng đã được học. Và sau đấy là các bạn cũng đã được thầy hướng dẫn cái phần chứng minh cái công thức thứ tư này của chúng ta, tức là A mũ N nhân với A mũ M thì bằng A mũ M cộng N này. Hay là cái nội dung của công thức này nó là như này. Tức là khi mà các bạn nhân các lý thừa cùng cơ số này, cụ thể là cái A mũ N của các bạn là cơ số A đấy, A mũ M là cơ số A đấy, thì đây là cùng cơ số A này. Thì lúc đấy là các bạn sẽ giữ nguyên cái phần cơ số và các bạn lấy số mũ cộng với nhau. Thì đấy chính là cái nội dung của cái công thức số 4 của chúng ta, đó là khi mà chúng ta nhân các lý thừa cùng cơ số thì chúng ta cứ giữ nguyên cái cơ số lại và lấy các số mũ cộng với nhau, thì nên là các bạn giữ nguyên A lại và các bạn lấy M cộng N như này. Tiếp tục đến công thức thứ 5 mà chúng ta cũng đã được học đấy, là A mũ M chia cho A mũ N này thì nó bằng A mũ M chia N này. Hay là nội dung của công thức này nó nói như này, tức là khi mà các bạn chia hai lý thừa cùng cơ số thì các bạn giữ nguyên phần cơ số và các bạn lấy số mũ trừ cho nhau, thằng nào chia thì lấy thằng này trừ, ví dụ thằng A mũ M này chia cho A mũ N mà. Như vậy thì các bạn phải lấy thằng M trừ N. Đấy, như vậy thì đây chính là công thức số 5 của chúng ta. Như vậy thì công thức số 4 và công thức số 5 nó khác cái là nhân thì các bạn cộng mà chia thì các bạn trừ. Như vậy thì đấy là năm cái công thức mà bài học hôm trước thầy đã giới thiệu cho các bạn. Tiếp tục bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một số công thức tiếp theo. Chính là AB tất cả mũ N của các bạn này thì nó bằng là A mũ N, B mũ N. Hay là sau này các bạn cứ nhớ cho thầy là như này, khi mà cả cái ngoặc nào đó nó mũ N lên ấy, hay là mũ bao nhiêu lần lên ấy, thì bằng từng thằng một trong ngoặc các bạn mũ lên. Ví dụ như là đây là AB tất cả mũ N này thì nó bằng A mũ N, B mũ N. Hoặc là nếu mà nó có C nữa, tức là ABC tất cả mũ N này thì nó bằng A mũ N, B mũ N và các bạn thêm C mũ N. Còn nếu mà đây mà thêm là CD này thì các bạn thêm đây cho thầy được là C mũ N, D mũ N nữa. Nói chung là nó có bao nhiêu thằng thì các bạn cứ bấy nhiêu thằng mũ N lên cho thầy. Đấy, như vậy thì đây chính là cái công thức số 6 mà trong cái bài học này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta chứng minh nó tại sao lại là như vậy. Tiếp tục đến công thức thứ 7 của chúng ta chính là A chia B tất cả mũ N. Đấy, tức là các bạn thầy cho thầy được là công thức thứ 6 của chúng ta là lũy thừa của một tích này thì bằng tích các lũy thừa này. Còn công thức thứ 7 của chúng ta đấy thì đây chính là lũy thừa của một tương thì nó bằng tương các lũy thừa. Hay là các bạn nhớ cho thầy như này, A chia B tất cả mũ N nghĩa là cả cái thằng A chia B này là khi mà các bạn tách ra ấy, thì thằng nào cũng được mũ N lên. Như vậy nghĩa là các bạn sẽ có cho thầy được là A mũ N, B mũ N. Đấy, hay là người ta còn đọc cái kiểu khác là lũy thừa của một thương thì bằng thương các lũy thừa như này. Đấy, tức là các bạn cứ lũy thừa từng thằng một xong các bạn chia nhau. Ví dụ như nó đang chia nhau thì mình chia nhau. Đấy, như vậy thì đây chính là cái công thức số 7 của chúng ta. Hay là sau này các bạn nhớ thầy là khi mà nhân hay chia đấy thì nhân thì các bạn giống cái công thức số 6 này thì các bạn cứ tách ra. Đấy, nó có bao nhiêu thằng mũ N lên thì các bạn cứ tách ra và ở giữa của chúng thì các bạn thay bằng dấu nhân cho thầy. Đấy, ví dụ như là đây AB tất cả mũ N thì bằng A mũ N nhân B mũ N, như vậy có dấu nhân đây. Còn khi chia thì các bạn viết thêm mẫu cho thầy hoặc là thêm dấu chia cho thầy, tức là nó ở mẫu thì các bạn thêm dấu chia hoặc là các bạn để dưới mẫu thì là được. Đấy, ví dụ như là đây là AC trên B tất cả mũ N này thì bằng A mũ N C mũ N trên B mũ N này. Đấy, ví dụ AC ở trên tử mà thì nó sẽ là A mũ N C mũ N. Đấy, còn thằng B dưới mẫu thì nó là B mũ N. Còn nếu mà đây các bạn thêm D vào thì là BD tất cả mũ N này. Đấy, thì nó bằng B mũ N, D mũ N, các bạn thêm vào đây. Đấy, như vậy thì đấy là cái đặc điểm của các cái công thức của chúng ta. Mặc dù là người ta viết trong hai trường hợp cho nó đơn giản thôi, nhưng mà các bạn nhớ cho thầy là sau này cứ có bao nhiêu thằng được trong cái cụm tích hoặc thương của các bạn, hoặc là vừa tích vừa thương của các bạn có bao nhiêu thằng được, các bạn cứ thấy cho thầy là nhân thì các bạn viết trên tử, còn là chia thì các bạn viết dưới mẫu cho thầy thì nó đều đúng hết. Như vậy thì đây là hai cái công thức tiếp theo của chúng ta, chính là công thức số 6 và số 7. Tiếp tục đến công thức số 8, thầy sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái công thức nữa. Công thức này rất là hay, nhất là những cái bạn mà đi thi đội tuyển ấy, những cái bài tập khó đấy thì thường thường nó là cái công thức số 8 này. Tức là A mũ N tất cả mũ M đấy thì bằng A mũ M nhân N. Và
cái công thức cuối cùng trong cái bài học hôm nay thầy giới thiệu cho các bạn chính là cái công thức lũy thừa cân, là A mũ M rồi lại mũ N lên. Đấy, tức là cái lũy thừa của nó là theo lớp lớp như này, chứ không phải là cái đóng mặt như này, là công thức số 8. Đấy, như vậy thì đây chính là các cái công thức lũy thừa mà các bạn sẽ được học trong chương trình cấp 2 cũng như trong chương trình cấp 3. Tuy nhiên thì trong chương trình cấp 3 thì các bạn sau này các bạn học cái phần logarit ấy, thì nó là cái hàm số ngược của lũy thừa đấy, thì các bạn sẽ có được một số công thức khác nữa. Nhưng mà trong chương trình cấp 2 thì hầu như là lấy công thức của các bạn là hết rồi. Đấy, thậm chí là công thức số 9 của chúng ta là các bạn không được học trong chương trình sách giáo khoa, kể cả các bạn học ở lớp 9. Nhưng mà đây là thầy mở rộng thêm cho các bạn. Thì đây chính là một số cái chú ý của chúng ta trong cái phần lý thừa. Và như vậy thì bài hôm trước chúng ta đã tìm hiểu được là 5 cái công thức từ số 1 đến số 5. Bài hôm nay thầy sẽ giới thiệu thêm cho các bạn là 4 công thức nữa, tức là công thức số 6, số 7, số 8 và số 9. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các công thức này. Thì đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh công thức số 6. Thì công thức số 6 thì các bạn nhớ là cái nội dung của nó nói như thế này. Tức là AB tất cả mũ N này thì bằng A mũ N nhân B mũ N, hay là lũy thừa có một tích ấy, thì bằng tích các lũy thừa, hay là các bạn có thể nhớ theo một kiểu khác nữa là tức là hai thằng này mà mũ N lên ấy, thì khi mà các bạn phá cái ngoặc này thì thằng nào cũng phải được mũ N, và giữa chúng là các bạn phải thêm cho thầy dấu nhân, vì giữa hai thằng A và B đây nghĩa là A nhân B mà. Như vậy thì nó là dấu gì, các bạn phải ghi lại dấu đây. Như vậy nếu mà có C đây thì cái cụm này nó trở thành là ABC tất cả mũ N, thì nó sẽ bằng là A mũ N, B mũ N, C mũ N, tức là các bạn thêm một thằng C vào đây cho thầy. Nếu có một thằng D nữa, tức là ABCD đấy, thì tất cả mũ N đấy, thì các bạn sẽ bằng A mũ N, B mũ N, C mũ N, D mũ N. Tương tự, nói chung là các bạn cứ thêm bao nhiêu thằng thì các bạn chấm cho thầy bao nhiêu cái thằng đấy mũ N lên là được. Đấy, như vậy thì đấy là cái phần mở rộng. Còn cái công thức trong sách giáo khoa thì nó chỉ có như này thôi. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh công thức này. Thì đầu tiên trước khi mà chúng ta vào chứng minh công thức này, thì các bạn quan sát cho thầy cái ví dụ này đã. Tức là ví dụ như là thầy có 2 nhân 5 tất cả mũ 3 này, thì các bạn biết cho thầy được là mũ bao nhiêu đấy, là có bấy nhiêu thằng nhân với nhau. Như vậy là cái ngoặc của chúng ta mũ 3 nghĩa là khi mà các bạn thầy chỉ ra là có 3 cái ngoặc này nhân với nhau. Đấy, như vậy thì nghĩa là các bạn có 2 nhân 5 này, đấy, mỗi ngoặc đóng ngoặc này, nhân với lại 2 nhân 5 này, rồi nhân với 2 nhân 5 này. Như vậy là 2 nhân 5 tất cả mũ 3 thì bằng 3 cái cụm này nhân với nhau như này. Đấy, và như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là như vậy là mỗi cái cụm của chúng ta có một con số 2 và một con số 5. Chính vì vậy nên là ba cái cụm này nhân với nhau thì các bạn có thể gộp lại là như này, tức là các bạn bằng ba con số 2 nhân thêm với ba con số 5. Đấy, mà các bạn biết cho thầy được là 2 nhân 2 nhân 2, tức là có ba con 2 nhân với nhau thì là bằng 2 mũ 3, chúng ta biết như này. Rồi là 5 nhân 5 nhân 5 nghĩa là có ba con số 5 nhân với nhau, nghĩa là 5 mũ 3. Như vậy chúng ta có thể biết như này. Hay là đến đây các bạn thấy cho thầy là khi mà chúng ta cụm này của chúng ta mũ bao nhiêu này, thì các bạn sẽ tách ra có bấy nhiêu cái cụm này, và trong cái cụm đấy của chúng ta cũng có bấy nhiêu thành phần. Hay là các bạn có thể nhớ cho thầy như này, ví dụ như là chúng ta có hai thằng này tất cả mũ 3 này, thì chúng ta sẽ tách được ba cụm. Như vậy thì trong mỗi cụm đấy nó sẽ chứa một thằng này và một thằng kia, cụ thể là một thằng 2 và một thằng số 5. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là mũ bao nhiêu thì nó sẽ có bấy nhiêu cụm, và trong cụm đấy thì nó cũng sẽ chứa là ví dụ như là cụm này là hai thằng này này, thì nó sẽ chứa là một thằng này và một thằng kia. Đấy, hoặc là nếu có ba thằng đấy ABC đấy, thì nó sẽ chứa là trong mỗi cụm thì nó sẽ chứa một thằng A, một thằng B, một thằng C. Như vậy nên là các bạn có cho thầy được cái công thức này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào chúng ta chứng minh cái công thức này. Như vậy chúng ta bê lại cái vế trái của chúng ta đã, tức là A nhân B tất cả mũ N này. Thì các bạn nhớ cho thầy là mũ N nghĩa là có N thằng này nhân với nhau. Chính vì vậy nên là thầy tách cái N cái cụm này ra, tức là A nhân B này đóng ngoặc này nhân với A nhân B này chấm 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 này, A nhân B này. Và dưới này thầy móc cái này và có cái chữ N này, nghĩa là có N cụm A nhân B này. Thế như vậy thì các bạn để thấy cho thầy là cái trường hợp tổng quát này nó cũng giống như cái trường hợp ví dụ 4 thôi. Tức là các bạn thấy cho thầy được là mỗi cái ngoặc này khi mà các bạn tách ra đấy thì nó sẽ chứa một thằng A, một thằng B. Như vậy thì có hai cái ngoặc thì các bạn sẽ có hai thằng A. Ví dụ đây là một ngoặc này, đây là một ngoặc này. Thì đây có một thằng A, đây có một thằng A. Như vậy thì gom lại thì chúng ta có hai thằng A. Vân vân. Đấy, như vậy thì có hai cái ngoặc thì chúng ta sẽ có hai thằng A. Có ba cái ngoặc thì chúng ta sẽ có ba thằng A. Vân vân. Như vậy thì có N cái ngoặc thì chúng ta sẽ có N thằng A. Tương tự thì A có bao nhiêu thằng thì B nó cũng có bấy nhiêu thằng. Chính vì vậy nên là các bạn bê lại cho thầy như này. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ thấy cho thầy được là như vậy thì nó giống như trên của chúng ta thôi. Như vậy là các cái cụm AB nhân với nhau như này, thì bây giờ thầy lọc A riêng ra, B riêng ra, thầy đưa vào mỗi cái thằng này vào một cái ngoặc này. Các bạn sẽ thấy cho thầy được là thằng A của chúng ta cũng có N con A. Đấy, thằng B của chúng ta cũng có N con B. Đấy, như vậy thì thầy ghi chung cái N ở đây. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là có N con A nhân với nhau thì nó chính bằng A mũ N. Nên là cái cụm mà A nhân A chấm chấm A như này, cái ngoặc này này,
thì thầy thay bằng a mũ non. Còn cái ngoặc thứ hai này của chúng ta này, tức là b nhân b chấm 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 b này, chấm chấm nhân b này, có non con b như này này, thì chúng ta thay bằng b mũ non như này. Đấy, và như vậy thì đến đây các bạn đã thấy cho thầy được là à như vậy thì à, mũ bao nhiêu là có bấy nhiêu con để nhân với nhau. Đấy, như vậy thì a b tất cả mũ non nghĩa là có non cùng a nhân b nhân với nhau. Mà mũi cụm của chúng ta thì có một thằng a một thằng b, như vậy có n cụm thì chúng ta sẽ có n thằng a và n thằng b. Chính vậy nên là chúng ta có được là cái kết quả là như này. Và sau khi mà chúng ta chứng minh được vế trái bằng vế phải như này thì các bạn về lại cái kết luận cho thầy. Đấy, tức là chúng ta có cái công thức là a nhân b tất cả mũ n thì nó bằng a mũ n nhân b mũ n. Đấy, như vậy thì đây chính là cái cách mà chúng ta chứng minh công thức số 6 của chúng ta. Tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh công thức số 7 của chúng ta. Chính là cái công thức là a trên b tất cả mũ n thì nó bằng a mũ n trên b mũ n. Hay là cái công thức này là các bạn đọc bằng lời là như này: lũy thừa của một thương thì bằng thương các lũy thừa. Như vậy nghĩa là các bạn có cho thầy được là a trên b là một thương. Đấy, như vậy thì khi mà mũ n lên thì các bạn tách ra là bằng tử mũ n, xong đấy các bạn là chia cho b mũ n. Đấy, a mũ n mà chia cho b mũ n thì đây chính là lũy thừa của một thương này. Như vậy thì tương tự như cái công thức số 6 của chúng ta. Đấy, ví dụ như là chúng ta có cái ví dụ số 5 là như này. Tức là bây giờ các bạn thấy cho thầy được là 2/5 tất cả mũ 3 này. Mũ bao nhiêu nghĩa là có bấy nhiêu con để nhân với nhau. Như vậy thì 2/5 tất cả mũ 3 nghĩa là chúng ta có 3 thằng 2/5 nhân với nhau. Chính vì vậy nên là khi mà các bạn phá các ngoặc thì chúng ta có được cái kết quả như này. Tức là 2/5 tất cả mũ 3 thì nó bằng 2/5 nhân 2/5 nhân 2/5. Và các bạn lại nhớ cho thầy được là khi mà chúng ta nhân các phân số thì chúng ta là lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Đấy, như vậy thì ba cái tử này chúng ta nhân với nhau, sau đấy là các bạn lại lấy ba cái mẫu này nhân với nhau, chính là 5 x 5 x 5. Mà ba con 2 nhân với nhau thì các bạn lại có được kết quả là 2/3. Ba con 5 nhân với nhau thì nó cho cái kết quả của chúng ta chính là 5/3. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là 2/5 của chúng ta tất cả mũ 3 này thì nó chính bằng là 2/3 đây và 5/3 đây. Và nếu mà cái phần mà các bạn khai triển ra mà nó nhỏ đấy, ví dụ giống như 2/3 x 5/3 này, thì các bạn tính luôn cho thầy. Như vậy thì 2/3 của chúng ta chính là 3/2 nhân với nhau. Thì 2 × 2 là 4, 4 × 2 là 8. Như vậy chúng ta biết 8 ở đây. 5 × 5 25, 25 mà nhân với 5 là 125. Như vậy thì chúng ta thay cái 5/3 này bằng 125 như này. Và như vậy thì đến đây các bạn có được cái kết quả của cái bài này của chúng ta chính là 8/125. Và đến đây thì các bạn thấy cho thầy được là như vậy thì 2/5 tất cả mũ 3 này, tức là mũ 3 này, thì các bạn sẽ bằng tử mũ 3, tức là 2/3 trên mẫu mũ 3, tức là 5/3. Đấy, như vậy thì đây là một cái chú ý hay cũng là một cái gợi ý để tại sao mà người ta nghĩ ra cái công thức số 7 này của chúng ta này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh công thức số 7. Thì các bạn thấy cho thầy được là a phần b tất cả mũ n này, hay là a trên b tất cả mũ n đấy, thì mũ n nghĩa là các bạn sẽ có n cụm này nhân với nhau, nghĩa là các bạn sẽ có n cụm a phần b nhân với nhau. Nên là thầy viết như này, tức là a phần b tất cả mũ n thì nó bằng a trên b nhân a trên b chấm 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 này nhân a trên b này, với điều kiện là a phần b này của chúng ta này là có n thẳng. Đấy, như vậy thì chúng ta ghi số n như này. Đấy, như vậy thì các bạn lại thấy cho thầy được là tương tự như cái ví dụ của chúng ta thôi. Khi mà chúng ta nhân các cái phân số với nhau đấy, thì các bạn lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu giống như ví dụ năm này này. Tức là các bạn sẽ lấy các tử nhân với nhau, chính là các cái thằng a này nhân với nhau này, trên các mẫu nhân với nhau, chính là các thằng b này nhân với nhau này. Mà các bạn lại biết cho thầy được là cứ mỗi cái thằng a phần b thì các bạn sẽ có một thằng a nhân tử và một thằng b di mẫu. Như vậy thì có hai cái thằng a phần b, ví dụ a phần b với a phần b đây, thì các bạn có hai thằng a. Ví dụ đây một thằng, đây một thằng, nữa là hai thằng này. Tương tự thì thằng b nó cũng có hai thằng, đây một thằng là hai thằng này. Như vậy thì có bao nhiêu cụm a phần b thì các bạn sẽ có bấy nhiêu thằng a, bấy nhiêu thằng b. Như vậy thì ở đây mình có n cụm a phần b này, như vậy nên là các bạn sẽ có n thằng a và n thằng b. Chính vì vậy nên là cái tử này của các bạn là khi mà các bạn lấy tử nhân nhau này, tức là a nhân a chấm chấm a này, rồi b nhân b nhân chấm chấm nhân b này, thì các bạn ghi chú cho thầy cái n ở dưới đây, nghĩa là có n thằng a và n thằng b đấy. Như vậy thì đến đây theo định nghĩa của các bạn thì các bạn lại nhớ cho thầy được là có bao nhiêu con đã nhân với nhau thì chúng ta sẽ viết gọn lại là bằng là a mũ bấy nhiêu. Như vậy thì khi mà các bạn có n con a nhân với nhau thì chúng ta lại viết ngược lại là a mũ n. Tương tự thì cái mẫu này của chúng ta là có n con b nhân với nhau mà, chính vì vậy nên là các bạn lại viết gọn lại là b mũ n. Như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là chúng ta đã chứng minh được cái công thức số 7. Và tương tự các câu trước để lại kết luận cho thầy. Đấy, như vậy thì đây chính là cách mà chúng ta chứng minh công thức số 7 của chúng ta. Tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh cái công thức số 8, chính là cái công thức là a mũ n tất cả mũ m này thì nó bằng a mũ m nhân n này. Tức là cả những ngoặc này các bạn thừa lên này, tức là lũy thừa m này,
thì các bạn sẽ lấy hai cái số mũ này cho mình nhá. Và trước khi mà hướng dẫn cho các bạn cách chứng minh thì đầu tiên là thầy sẽ cho các bạn mấy cái ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về cái phần này. Đầu tiên thì các bạn nhớ cho thầy là như này, tức là khi mà các bạn có 3 con 4 cộng với nhau, đấy, 4 cộng 4 cộng 4 này thì các bạn bằng 4 nhân 3, hoặc là có 5 con 7 cộng với nhau, ví dụ như là 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7, đấy, tức là chúng ta có 5 con 7 cộng với nhau thì các bạn bằng 7 mũ 5. Hay là khi mà các thằng này mà giống nhau cộng với nhau đấy thì nó có bao nhiêu thằng thì các bạn gấp bấy nhiêu lần lên thôi. Ví dụ như là các cái thằng 4 này đều là 4 hết mà, thì khi mà chúng ta cộng lại là nó có 3 con 4 thì mình lấy 4 nhân 3. Đấy, nó có 4 con 4 thì là mình lấy 4 nhân 4. Nó có 5 con 4 cộng với nhau thì mình lấy 4 nhân 5. Hoặc là không phải con 4 mà con khác vậy. Tức là các bạn có bao nhiêu con 7 cộng với nhau thì các bạn là gấp lấy lần con 7 này lên. Ví dụ như là chúng ta có 5 con 7 cộng với nhau thì cái tổng của nó chính là gấp 5 lần con 7 lên, chính là 7 nhân 5. Đấy, như vậy thì đây là cái chú ý thứ nhất của chúng ta. Và tương tự thì bây giờ thầy sẽ cho các bạn tiếp một cái ví dụ này này. Tức là 2 phần 3 tất cả mũ 2 này, thì các bạn lại thấy cho thầy được là 2 phần 3 tất cả mũ 2. Như vậy thì mũ 2 nghĩa là các bạn có 2 con này nhân với nhau, tức là các bạn sẽ có 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 3. Đến đây thì các bạn nhớ lại cho thầy cái công thức là khi mà chúng ta nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta giữ nguyên cơ số và chúng ta lấy cái số mũ cộng với nhau. Đấy, như vậy thì 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 3 thì nó cùng cơ số 2, như vậy thầy viết 2 ở đây. Và sau đấy là chúng ta lấy cái số mũ cộng với nhau chính là 3 cộng 3. Đấy, mà các bạn đã biết cho thầy được là 3 cộng 3 chính là có 2 cộng 3 cộng với nhau. Chính vì vậy nên là thầy có thể viết 3 cộng 3 của các bạn thành 3 nhân 2. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là 2 mũ 3 tất cả mũ 2 của các bạn này thì nó bằng 2 mũ 3 nhân 2, tức là bằng 2 cái số mũ này nhân với nhau. Và nó bằng 2 mũ 6, hay là 2 mũ 6 của các bạn thì nó bằng 6 con 2 nhân nhau đấy. Và nó đang còn nhỏ đấy. Chính vì vậy nên là các bạn viết luôn cho thầy bằng 64. Như vậy thì đây chính là cái ví dụ thầy minh họa cho các bạn trước khi mà chúng ta vào chúng ta chứng minh công thức số 8. Đầu tiên là các bạn cứ bê lại cái vế trái của chúng ta, tức là A mũ n tất cả mũ m này. Các bạn bê lại đây thì các bạn biết cho thầy được là A mũ n tất cả mũ m này. Tất cả mũ m nghĩa là có m cụm này nhân với nhau. Chính vì vậy nên là A mũ n tất cả mũ m thì chúng ta sẽ bằng A mũ n nhân A mũ n chấm 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 nhân A mũ n, tức là các bạn sẽ có m cái cụm A mũ n nhân với nhau. Và đến đây thì các bạn lại thấy cho thầy nữa là A mũ n đều là A mũ n này, hay là nó cũng là đều là cùng cơ số A này. Chính vì vậy nên là khi mà nhân các lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta có cái công thức là chúng ta sẽ giữ nguyên cái cơ số và lấy số mũ cộng với nhau. Nên các bạn sẽ có cho thầy được là như vậy thì A mũ n nhân A mũ n nhân chấm chấm nhân A mũ n này, thì cái A này các bạn ghi lại này và các bạn lấy các số mũ cộng với nhau, tức là n cộng chấm 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 cộng n này. Cụ thể là các bạn thấy cho thầy được là các bạn có m cái cụm A mũ n và mỗi thằng các bạn có một thằng m. Chính vì vậy nên là các bạn sẽ có m cái thằng n cộng với nhau. Đấy, và giống ở trên thì các bạn thấy cho thầy là khi mà chúng ta có bao nhiêu thằng giống nhau cộng với nhau đấy thì chúng ta gấp bấy nhiêu lần lên thôi. Và như vậy thì các bạn thấy cho thầy là có m cái cụm A mũ n nhân với nhau. Đấy, và đây nó cùng cơ số A này. Chính vì vậy nên là khi mà nhân các lũy thừa cùng cơ số, các bạn bê cái cơ số lại cho thầy, chính là bê cái thằng A lại. Và các bạn lấy số mũ cộng với nhau. Chính vì vậy nên là các bạn có cho thầy được cái số mũ của chúng ta trong trường hợp dưới này, nó là n cộng chấm 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 cộng n này, tức là có m của n cộng với nhau này. Đấy, là vì là ở đây là các bạn có m cụm A mũ n mà mỗi cái cụm là có một con n. Và đến đây thì các bạn lại thấy cho thầy được là khi mà các bạn cộng các thằng giống nhau đấy thì nó có bao nhiêu lần thì các bạn gấp bấy nhiêu lần lên thôi. Ví dụ như là đây là các bạn có 3 con 4 cộng với nhau. Đấy, thì các bạn là bằng 4 nhân 3. Như vậy thì ở đây thầy có m con n cộng với nhau thì chúng ta sẽ bằng là m nhân n. Nên là các bạn có cái kết quả này của chúng ta thì nó sẽ bằng là A mũ m nhân n. Và như vậy thì đến đây các bạn đã chứng minh cho thầy cái công thức số 8 của chúng ta rồi. Tức là A mũ n tất cả mũ m thì nó bằng A mũ m nhân n. Vậy A mũ n tất cả mũ m thì bằng A mũ m nhân n. Đấy, như vậy thì đây cũng chính là cái cách mà chúng ta chứng minh cái công thức số 8 này của chúng ta. Tiếp tục, thầy sẽ dẫn cho các bạn sang cái công thức số 9 của chúng ta, chính là cái công thức lũy thừa tầng này, tức là lũy thừa của nó là tầng tầng lớp lớp chẳng hạn này. Đấy, các bạn có thể hiểu một cách đơn giản là như vậy. Đấy, thì cái phần này của chúng ta thì các bạn nhớ cho thầy là chúng ta chỉ hiểu thông qua ví dụ thôi, còn cái phần tính toán của nó thì là phải tùy từng trường hợp cụ thể mà mình tính, chứ nó không có tuân theo một cái quy luật giống như các cái bài trước. Chính vì vậy nên là các bạn nhớ cho thầy là cái nguyên tắc tính của chúng ta thôi. Tức là các bạn thầy cho thầy được là A mũ m rồi xong mũ n lên này, nghĩa là cái thằng A này của các bạn là số mũ của nó là n mũ m. Đấy, như vậy thì nói chung là các bạn phải tính từ trên xuống đấy. Cụ thể là các bạn có thể hiểu như này. Đấy, ví dụ như là thầy có cái ví dụ này. Đấy, ví dụ như là 2 mũ 3 rồi lại là mũ 2 này. Thì các bạn thầy cho thầy là cái số 2 này của chúng ta này, cái phần số mũ của nó đấy thì chính là 3 mũ 2. Mà 3 mũ 2 của các bạn thì chính là 3 x 3 là bằng 9 đấy. Nên là 2 mũ 3 mũ 2 của các bạn thì nó bằng
219. Đấy, và 219 của chúng ta thì nó bằng 512. Và các bạn chú ý cho thầy là khi mà làm phần này là các bạn phải tính từ trên xuống này. Ví dụ như là 2 mũ 3 mũ 2 này thì các bạn phải tính từ trên là cái phần phía trên này này. Tức là bây giờ là cái thằng 2 này, cái số mũ của nó không phải là 3, cái số mũ của nó là cả cái phần này, tức là cái 3 mũ 2 này. Như vậy thì nó phải là bằng 219. Như vậy là vì là 3 mũ 2 các bạn bằng 9 mà. Như vậy thì 2 mũ 3 mũ 2 thì nó chính bằng 219 và bằng 512. Thì nó hoàn toàn khác với cái công thức là 2 mũ 3 tất cả mũ 2. Các bạn nhớ thầy là cái công thức 2 mũ 3 tất cả mũ 2 đấy, hay là A mũ M tất cả mũ N đấy, thì các bạn sẽ bằng A mũ M nhân N mà. Hay là trong cái trường hợp này nó là 2 mũ 3 tất cả mũ 2 thì các bạn sẽ bằng 2 mũ 3 nhân 2, chính là 2 mũ 6. Mà 2 mũ 6 của các bạn thì nó mới bằng 64 thôi. Và đến đây thì các bạn thấy cho thầy được là sự khác biệt giữa hai cái công thức này của chúng ta. Và đây cũng chính là nội dung của bài học hôm nay. Bài học hôm nay đến đây là hết. Chào các em.